Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kèm rông gây ra tình trạng ngập lụt, nhà cửa tốc mái, hư hại cây cối hoa màu tại nhiều địa phương trên cả nước trong hai ngày qua, đặc biệt là tại Hà Giang, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, lũ dâng lên rất nhanh. Mưa lớn kéo dài hai ngày qua và sáng sớm ngày 10 tháng 6 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Giang ngập sâu, nước lũ dâng nhanh nên nhiều gia đình không kịp sơ tán phải trèo lên mái nhà chờ cứu hộ. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 6, mực nước trên sông Lô tại trạm Thủy văn thành phố Hà Giang đã vượt báo động 3 0,05 m. Trong những giờ tới, nước tiếp tục lên trên báo động 3 1 đến 1,5 m, diện ngập lụt mở rộng. Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nơi có địa hình đất dốc ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng và ngập úng vùng trũng ven sông suối. Trước đó chiều ngày 19 tháng 6, Hà Giang mưa lớn, nước từ các khe núi đổ ra đường xuống sông Nho Quế ở huyện Mèo Vạc khiến nhiều xe khách, xe tải và xe máy của du khách bị mắc kẹt Công an huyện Mèo Vạc đã tăng cường lực lượng xuyên đêm đặt biển chỉ dẫn, căng dây cảnh báo chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế vào ba xã biên giới. Mưa lớn kèm rông gây ra tình trạng ngập lụt nhà cửa, tốc mái, hư hại cây cối hoa màu tại nhiều địa phương trên cả nước trong hai ngày qua. Sau đây là tổng hợp về thiệt hại tại một số tỉnh thành. Tại Quảng Ninh, mưa lớn cũng đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực thành phố Uông Bí, huyện Hải Hà, thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều. Lượng mưa ghi nhận tại thành phố Uông Bí là trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún. Nhiều tuyến đường tại thành phố Uông Bí bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ và nhiều xe ô tô bị chết máy ngập trong nước, gây hư hại nặng. Tại Hải Phòng, mưa lớn đã gây ngập hầu hết các tuyến đường chính trong nội đô như Lê Hồng Phong, Cầu Đất, Lạch Chay, Tô Hiệu, Lê Lợi, mức độ ngập cao nhất lên đến khoảng 40cm. Nước ngập sâu đã khiến cho nhiều phương tiện giao thông bị chết máy gặp sự cố. Tại Thái Bình, trận mưa to trưa ngày 9 tháng 6 đã làm cho nhiều tuyến đường của thành phố Thái Bình bị ngập sâu, khiến cho việc sinh hoạt đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy, giao thông trì trệ. Nhiều tuyến phố ngập sâu từ 0,2 đến 0,4m. Riêng tại đường Trần Hưng Đạo, nước tràn vào nhà dân, nhiều hộ tại đây phải dùng tấm chắn ngăn nước vào nhà, đồng thời dùng ca, vỏ chai, tát nước ngập trong nhà. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Mới đây, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Trong những ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9 tháng 6 đến sáng ngày 10 tháng 6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, các khu đô thị để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền người dân để chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có